cứ như hải cu là ngon đâu nhỉ, là người đổ ai ngọt thôi. Tặng cứ 180 thôi. Người đó nó đỏ gắt cơ chị ạ. Đào được thì nó rẻ, mười mấy nghìn thôi. Đâu bưởi thờ bưởi đen đỏ lắm. Còn nếu mà và cái loại đấy thì bày bàn thần tài ấy nhỉ. Cam này đẹp hết, lá nhiều hết. Các hàng này chắc là để đi bán đón 23 thôi.